Chào mọi người, mình là Võ Quốc Vĩnh. Nickname của mình là Nờm. Mọi người thường gọi mình là bé Nờm. Hiện tại là mình vậy, công việc của mình đó chính là make up, là làm tóc. Rồi vậy thôi. Rồi là sao? Make up là tóc cho chị Vinh gì đó. Nhớ nói tuổi nữa nha. Diệt dễ vậy sợ luôn. Công nhận với Nờm. Make up này mất trong thời gian nhập trong bao nhiêu? Hello cả nhà yêu của Trinh. Không biết dạo này ở nhà mọi người làm cái gì ha. Trinh nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ tìm tòi mọi thứ để làm cho mình đỡ chán. Tại vì giờ cũng đang mùa dịch mà đúng không? Giống như các chủ đề gần đây Trinh làm thì mọi người cũng thấy rồi đó. Toàn là nấu ăn nè, rồi nói chung là làm ba xà ba láp ở nhà, quay TikTok chẳng hạn. Nói chung là mình sẽ kiếm đủ mọi thứ mình làm cho ở nhà, mình đỡ phải bứt đứt tay chân chán này nọ, vào đầu bứt tóc kiểu vậy. Tại vì dịch mà đúng không, tụi mình phải tuân thủ là phải ở nhà, nhà ai nấy ở, không có được mời bạn bè về nhà chơi đồ này nọ. Và chủ đề ngày hôm nay á, mà Trinh muốn chia sẻ với cả nhà, đó chính là cách make up và làm tóc hết tuổi. Và cũng lâu lắm rồi Trinh cũng chưa trở lại với chuyên mục Mix and Match đúng không? Thì hôm nay Trinh cũng có chuẩn bị sẵn 3 bộ đồ để có thể phù hợp với 3 tông layer make up và làm tóc ngày hôm nay. Tại vì mọi người biết không, biết sao mà làm chủ đề này không? Tại vì dạo gần đây á, trên Instagram nè, Facebook nè, rồi cái tập ăn hàng hôm bữa đó, thì Trinh được rất là nhiều fan khen cái style hết tuổi của mình, khen một cách nức nở luôn á. Nói là trời ơi, không tin nổi chị mình hơn 30 tuổi, trời ơi, không tin nổi 32 tuổi mà nhìn như 18 đôi mươi vậy. Nói chung được khen gì cũng sướng lắm á cả nhà, thật sự là cũng sướng lắm luôn á. Nên là cũng có rất nhiều bạn gái nói là chị ơi, chị chia sẻ cái bí quyết đi, tụi em muốn học theo vậy lắm. Thì Trinh nghĩ là mình có cái gì hay ho thì mình nên chia sẻ đúng không? Đó, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào bàn trang điểm để xem là tiết mục biến hóa thành một cô tiểu thư, công chúa, bánh bèo, cô trai học me này nọ như thế nào của Trinh nha. Đi thôi. Đây, xin giới thiệu với cả nhà hai nhân vật vừa quen vừa lạ, vừa cưng vừa bựa của Trinh. Đầu tiên đó chính là Trinh. Hello mấy bà. Thứ hai là Kiệt Tớ. Đó là cả nhà. Rồi đó, hai đứa tự giới thiệu với máy quay đi. Bà giới thiệu trước đi. Bà giới thiệu trước đi. Thôi bà giới thiệu trước đi. Thì bà nói trước thì tôi nói có sao không trời. Chết ai đâu. Bà tôi nói trước. Chào mọi người, mình là Kiệt. Không, bạn này tên là Lưu Tấn Kiệt, diễn viên TVB nha mọi người. Giới thiệu cục ngủ dễ sợ ha. Hôm nay mình tròn 18 tuổi. Trời ơi, đúng lấy em nè chị. Rồi, còn nghiệp chính. Nghiệp chính của mình là make up và làm tóc, là mình nghiêng về làm tóc hơn. Ừ. Nani. Nghề chính của mình là tóc và make up, mà mình nghiêng về make up nhiều hơn. Còn mình là Vẫn, mọi người thường gọi em là bé Nộp. Nên năm mình 20 tuổi, công việc chính của mình là make up và làm tóc cho chị Trinh. Rồi xong rồi. Bây giờ hôm nay là mình có 3 style make up nha cả nhà. Mà không biết là Kiệt nó chọn style nào make up đầu tiên. Style nào make up đầu tiên em? Make up đầu tiên là em chọn cho chị là cái tông ngây thơ trong sáng chút. Rồi, tông ngây thơ trong sáng thì nó có nhiều dạng lắm. Kiểu công chúa bánh bèo hay kiểu cá tính hay kiểu gì? Dạ, công chúa bánh bèo nó hơi ướt ép nè. Rồi ok, hơi ướt ép nha bạn. Còn hôm nay em sẽ chọn cho chị một kiểu tóc, đó chính là kiểu thắt bính mà xõa xõa, mà kiểu tay tay mà hiền hiền, nó chi đi dâu chi đi cưa rồi đó chị. Rồi ok, rồi bây giờ mình làm make up trước xong mới làm tóc đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, make up trước đi em. Mọi người ơi, tại vì á Kiệt bé Nờm á thì nó còn lanh nói chút xíu, còn Kiệt á thì nó hơi bị đơ với máy, chưa quen. Ngoài đây là như lần đầu tiên mà Kiệt nó lên kênh YouTube của Trinh mà nó nói nữa, nên là chắc là nó sẽ làm trước xong sau đó mình sẽ up voice để hướng dẫn mọi người kỹ hơn nha. Mặt Trinh hiện giờ là đã bé Nờm rồi, đã quay tập trước rồi. Nói chung là nếu như với cái mặt hiện tại là chỉ mất 20 phút để thay đổi qua layout khác thôi, còn nếu như mà từ cái mặt luôn là khoảng bao lâu? Một tiếng 15 phút hơn. Một tiếng 15 phút hơn? Trời ơi, lâu dữ gì trời. Layout 1 là layout chibi dâu ướt ép nhẹ. Vì chị Trinh đã đánh nền sẵn rồi nên tôi chỉ phủ phấn nhẹ lại thôi. Sau đó tôi dùng che khuyết điểm dạng lỏng che lại quần hâm mắt cho chị. Tôi hay dùng loại này nè, vì giá rất là học sinh nhưng mà chất lượng rất là ok luôn nha. À, tôi có một tip nhẹ cho mấy bà nha.
che khuyết điểm dặm nhẹ và tỉ mỉ, nếu không lớp nền nó sẽ bị trôi đi. Dùng cọ dặm thật nhẹ để kem ăn vào nền, không thì các lớp nền của mình nó sẽ xuất hiện các đường vân nhìn kỳ lắm. Tiếp theo tôi sẽ đánh má hồng nha. Layout đầu tiên tôi đánh cho chị Trinh má hồng là màu cam đào. Cái này thì tùy người nha, bữa nay tôi thích đánh má hồng trước vậy đó. Giờ thì tôi sẽ mần đến bước quan trọng nhất, đó chính là con mắt. Trước tiên tôi sẽ đánh màu nâu nhạt đều hai bầu mắt. Lưu ý các bạn nhớ tán màu mắt cho lan ra, nhìn nó sẽ không bị một đường cắt giữa màu này và màu kia. Để tạo được độ bóng mà hơi ướt nhẹ như vậy, tôi dùng đến son bóng tạo một lớp ướt át cho bầu mắt. Lưu ý cho mấy bà nè, lúc ho màu bóng lên đừng ho sát chân mi quá, nếu không nó sẽ bị chảy mắt ra đó. Tiếp theo tôi sẽ đánh highlight những vùng cao trên khuôn mặt như là xương gò má, cằm, đầu mũi để bắt sáng cho khuôn mặt của chị. Thường chị Trinh sẽ là người thoa son bước này nên tôi đã chọn cho chị một màu hồng giống màu má hồng nhưng tươi một xíu. Đây là bước cuối cùng của cái make up này rồi. Cái make up này mình có thể đi gặp mẹ chồng nè. Mẹ chồng nhìn cái là khoái liền. Lấy liền, nhìn cái là muốn lấy làm con dâu liền. Make up này cho chồng, cái chồng hứng liền. Cái cốt này là biết nha, cái này là biết liền nha. Biết một đoạn luôn. Đây, để Trinh nói lại lưng cho. Đây là bước cuối cùng của cái style ngày hôm nay. Mà thường bước cuối cùng này Trinh cũng là người tự thoa son luôn. Và cái style này như bé Kiệt Tớp nói á, đó là phù hợp với đi ăn tối với bạn trai nè, rồi đi ra mắt nhà chồng nè. Thì bà mẹ chồng nhìn thấy gương mặt này thì sẽ chịu liền, kết liền, khoái liền, muốn lấy liền, cưới liền luôn. Đó, ý nó là vậy đó. Nhưng mà cái câu từ nó không có được ấy mọi người, hiểu không? Nói chung là mấy bà muốn lấy chồng là mấy bà nó cái style này. Còn nếu như mấy bà không biết làm thì liên hệ Facebook vậy. Và bây giờ là tới bước làm tóc rồi. Thì bây giờ trước tiên bé Mầm sẽ uống tóc cho chị Trinh trước nè. Sau đó mình sẽ chia phần ngòi ra 5 năm, chia ra hai bên. Để một lát mình thắt bím ở phần trên và còn phần đuôi uống, nhìn cho nó dễ thương. Tóc của chị Trinh thì thường làm mấy kiểu dễ thương đơn giản này thì không có khó lắm. Nhưng mà nếu như các bạn ở nhà tự làm một mình thì các bạn, mình nghĩ là các bạn nào biết uống tóc thì sẽ dễ rồi. Còn các bạn nào không tự uống tóc được cho mình thì mình có thể là thắt bím thôi. Mình thắt bím trước để cho tóc của mình nó quăng phần đuôi sẵn. Cái kiểu này mình thắt bím trước cho phần tóc của mình nó quăng phần đuôi sẵn, xong mình xõa ra, mình thắt lại phần trên, rồi mình buộc nơ vô thôi. Kiểu này đối với nền thì không mất nhiều thời gian lắm. Tầm khoảng 15 phút là nền làm xong kiểu này. 15 phút nha. Bắt đầu bấm giờ nè. Dạ anh nói 15 phút. Đã giờ 4 phút. Con này đường cái hại gì lắm. Đúng rồi đó, cái khúc này nó đâu có thương em đâu. Hồi nãy cái khúc mới đầu vô, chị cứu em nha chị. Thì một lát đi, bà còn hai layout nữa bà lo gì. Bà coi tôi nè. Hai cái phím tóc này á, mình đã uống sẵn rồi. Thì bây giờ mình chỉ gắn vô cho chị Trinh thôi. Thì cái này mình gắn vô để cho cái phần đuôi tóc của chị á, nó dài hơn, nó nhiều hơn. Cái phím tóc này đó là mình phải may bằng phím tóc thật. Và là phím cài như thế này, phím kẹp như thế này nè. Để khi mà mình gắn vô á, mình có phần tóc ở ngoài của mình nó che lại thì mình sẽ không bị lộ phím ở bên trong. Và nó cũng là tóc thật luôn, nó không có bị tơ ra giống như tóc như đâu. Dịch cái kiểu dễ thương này sẽ nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thường là hai đứa nhóc này nó làm kiểu dễ thương thì sẽ nhanh hơn và cũng không bị cái kiểu là làm xong Trinh bắt buông ra làm lại. Thường là Trinh cũng là đứa rất là khó, thường những cái kiểu mà cá tính tay đồ á là hai cái này sẽ làm rất là lâu và làm rất là khó ra, còn kiểu dễ thương với Nhãn Hồng Nhiên thì nó làm cái một ra liền à. Tiếp theo mình sẽ cắt biến phần trên tới phần gáy của chị, còn phần đuôi mình xoắn. Không có chừa đâu. Tóc và make up á, thường á mình sẽ dựa theo trang phục nè, với lại cái ngày hôm đó là mình đi đâu, phù hợp với hoàn cảnh nào thì mình sẽ lựa layout make up và làm tóc làm sao cho phù hợp. Giống như một lát nữa thì Trinh sẽ mặc một cái đầm công chúa màu trắng xè rất là bánh bèo, thì kiểu make up và làm tóc này sẽ rất là phù hợp, cuột thêm hai cái nơ nữa. Mà thật ra cái gương mặt của Trinh nó trẻ hơn tuổi, thứ nhất là cũng là do khuôn mặt của Trinh cái gì nó cũng tròn, nhưng mọi người thấy là mặt rất là tròn, đầu mũi cũng rất là tròn, mắt cũng rất là tròn, miệng cũng nhỏ tròn. Và cái thứ hai nữa là do Trinh không có phẫu thuật thẩm mỹ nên là nhìn nó sẽ trẻ hơn tuổi.
và Trinh biết giữ gìn và chăm sóc bản thân nữa. Tại vì người ta thường nói là phụ nữ trước 30 tuổi thì cái nét đẹp là nét đẹp trời cho trời ban, nhưng mà sau 30 tuổi là cái sự chăm sóc và giữ gìn của người phụ nữ đó, chứ không phải tự nhiên mà được vậy. Tự nhiên khúc này nói người lớn quá ha, trầm quá ha. Không, nhưng mà Trinh nói là sự thật mà, đúng không? Trước 30 tuổi là nhan sắc là ấy cho thôi, nhưng mà sau 30 tuổi mà em vẫn đẹp là do em biết tự chăm sóc mình. Rồi, để cho cái kiểu tóc này thêm điệu đà nữ tính đó mấy bà, thì tôi lấy mấy cái dây chà nè của chị Trinh đó, mấy dây mà đặc hợp đó mấy bà, tôi cắt ra tôi buộc lãnh nơ cho chị nè. Rồi xong rồi đó cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ đi thay đồ bánh bèo. Khi tới Lào thứ hai mình sẽ bôi bớt mắt nha. Lào thứ hai em chọn là style gì? Nó hơi phức tạp một chút. Nó phức tạp lắm. Phức tạp đâu, nó phức tạp như thế nào? Mày ngồi đây mày nồm cho nó coi. Mấy khúc này không mồi nổi rồi. Gu gì, chị hỏi gu gì á, ý là cái này là kiểu gì? Nó hơi lạnh lùng, hơi cá tánh đó chị. Hơi lạnh lùng mà nó hơi cá tánh. Lạnh lùng với cá tánh này nó cũng là cùng quế em. Em nói cho nó dài dài xíu. Cái này nó lạnh lùng. À vậy là cái này là cute lạnh lùng cá tính. Dạ. Đúng chưa? Hợp lý đúng không? Chính xác đúng không? Rồi, cute lạnh lùng cá tính nha cả nhà. Cái lao này mình đánh tổng cộng là 3 màu mắt. Rồi màu gì, màu gì? Màu cam, màu vàng với lại màu nhũ đồng. Màu chủ đạo của tông này là màu cam nên tôi sẽ lấy màu cam này để nhấn đuôi mắt. Sau đó cũng là màu cam đó tôi sẽ tán nhạt dần lõi đầu mắt. Làm như vậy thì mắt nó sẽ có chiều sâu hơn. Chú ý ở phần đầu mắt, tôi sẽ thêm một tí màu vàng nhẹ nhẹ. Nhớ màu vàng nhẹ nhẹ thôi nha, nếu không sẽ giống như mồng gà lắm á. Thói quen của tôi thường là sẽ lấy phấn ở cọ, đập nhẹ cọ lên tay, ước chừng đánh lên mắt. Nếu nhạt thì có thể dặm lên. Tiếp theo tôi sẽ đánh một chút nâu nhẹ ở mí dưới, chỗ bọng mắt khoảng 2/3 thôi. Thì trong thời gian hồi nãy á, đổi màu mắt cho chị Trinh á, thì Nờm có uống sẵn thêm hai cái phím nhỏ để vừa nữa gắn hai bên này nè. Hai phần tóc bên này nó bồng ra, nhìn cho cái phần tóc ở sau nó bồng bềnh hơn, ở trước thì nó sẽ kiểu tém lên gọn gàng cho mặt cute hơn á. Kiểu mày hơi đơ á. Thôi làm tiếp luôn đi rồi. Hơi đơ rồi đó, có kiểu gì đó thì là mọi người muốn làm được gì đó là. Thật ra thì trong cái bước này thì mọi người sẽ thấy là con mắt của Trinh rất là tròn, đúng không? Tròn do nên là mỗi lúc mà muốn vẽ eyeliner mà để cho con mắt nó đẹp hơn nữa đó thì sẽ có phần giật tóc lên như thế này. Dài nè, ví dụ như bây giờ nói chung là giờ đang rất là tròn đó, mọi người thấy tròn không? Một lát nữa sẽ có một cái chiêu trò là giật tóc Trinh lên vậy. Một lát nữa Trinh sẽ quay cho mọi người xem gõ cái đó nha, là để cho đuôi mắt của mình nó dài hơn và cái mí của mình nó cũng kéo lên được xíu nè, mọi người thấy không? Đó, một lát sẽ là vậy nè, để vẽ eyeliner đẹp nhất. Còn nếu như buông ra vậy thì cái phần này của mình nó hay bị sụp xuống á, nên mình phải giật nó lên bằng hai cái tóc ở trong của mình giật lên. Lát nữa Trinh sẽ làm bé Nờm làm cho mọi người coi.
mỗi lúc mà cần vẽ eyeliner là phải điều việc tóc lên vậy vẽ nó mới đẹp. Biết làm thì sẽ không đau, nhưng mà nếu không biết sẽ đau. Như lúc đầu bé Nờm với lại Kiệt Tớp á đâu có biết giật đâu, cũng phải nhờ mấy bạn chuyên gia khác mà chuyên giật tóc á, thì từ đó nó mới biết canh khúc nào là chị sẽ đau và khúc nào chị làm chị không đau mà vừa đạt được hiệu quả, mắt mình nó lên, chân mày cũng lên luôn. Tại vì cái phần giật tóc thì nếu mà mình giật không đúng vị trí nó sẽ bị nhức đầu, nó bị nhức hai cái phần hai bên đây nè, nhưng mà với lại cái hiệu quả giật mắt lên nó cũng không được cao nữa. Nó vừa đau mà vừa không hiệu quả, còn mình biết chỗ tóc á thì nó vừa hiệu quả mà vừa không bị đau. Đó, trước tiên là mình sẽ chọn một địa điểm, một điểm đó, để mình thử trước, xong sau này mình thử trước nè mọi người xem mình này. Mình kéo thử nhé, nhưng mà này. Đó. Không, dạ. Không đúng nha. Nó không đúng thì sẽ bị đau. Ừ. Rồi không đúng, đau nữa. Đau là không đúng rồi đó mọi người. Ví dụ không đúng nè. Ví dụ không đúng nè, chứ mà là đúng là không đúng. Làm cái đúng đi. Mình làm cái đúng. Đừng có làm cái áp lực. Chỗ mà đúng á, thì nó sẽ không đau và nó giật được cái đuôi mắt của mình, và cộng vào đó là chân mày xếp lên liền. Mọi người xem nha. Rồi đúng rồi đó. Là mọi người nhìn mọi người. Cái này là tôi làm đúng rồi đó. Cái hồi nãy là hai lần đúng bà. Đúng rồi bà. Lưu ý của cái tóc này là mình không được để cho tóc của mình bị bớt nha. Tóc của mình phải bồng lên, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn cái kiểu tóc này thì dễ làm. Thật ra có nhiều kiểu tóc dễ thương lắm, và thắt bính cũng có nhiều dạng lắm. Nhưng mà hôm nay thì tập này thì mình không có quá nhiều thời gian, thì Trinh chỉ chia sẻ ba cái cơ bản nhất, và ba cái này nó cũng tiêu biểu nhất và làm cho mặt mình trẻ nhất. Ngày xưa nghĩ là thắt bính là trẻ đúng không, nhưng mà Trinh thấy cái kiểu này cũng hết tuổi cực kỳ. Và Trinh muốn tương lai mình trở thành macaron ở Việt Nam á, giống như mấy chị macaron bên Hàn Quốc vậy đó. 30-31 tuổi mình đóng vai học sinh rồi mặc đồ đồng phục học sinh rồi nhìn như tưởng gái 20-22 thôi đó. Đó, Trinh muốn vậy. Tiêu biểu là chị Janara hình như lớn tuổi không chị, lớn hơn Trinh mấy tuổi. Có nói chung là nhiều nữ diễn viên 30-31-32-33 mà đóng mấy vai 20-18 lắm, nhiều lắm. Khi mà mình buộc xong á thì Nờm sẽ lấy hai phím nhỏ khi nãy Nờm uống sẵn rồi, mình kẹp vào hai phần sau gáy của chị để cho hai phần bên đây nè nó dày tóc lên, nhìn cho mặt của mình cân lại nhỏ hơn. Ra là từ bữa giờ được khen hết tuổi và make up nhẹ nhàng thì Trinh cũng rất là thích, và Trinh thích học luôn kiểu make up này luôn. Nhưng mà hai đứa nhỏ nó không cho Trinh học, nó chị ơi chị mà học make up hai em thất nghiệp, nó không dạy Trinh. Nó nói chị mày dạy tao đánh cái nền sơ sơ cho tươi tắn thôi. Nó thôi cái gì chị cũng nhờ tụi em đi, tụi em có việc tụi em làm, chứ cái gì chị cũng biết làm thì tụi em đâu còn việc nữa đó, nên là không dạy gì hết. Chơi là hai đứa mình quyết định họ biết dạy khúc này nhưng tiền khúc này không dạ. Khúc này mà dạy là khúc sau đói. Nghe nói không, khúc này mà dạy là khúc sau đói. Khi mình gắn phím cho chị xong hết rồi á thì mình nhìn lại hai phần tóc bên đây á thì nó đã đủ dài rồi, nhưng mà khi hồi nãy khi mà mình uống một tay thuận một tay nghịch á thì chắc là hai con sẽ rồi. Không đều. Khi mình buộc lên á thì mình nhìn lại trong gương nào thì mình thấy bên nào chưa cân á thì mình đấy sẽ chỉnh sửa lại bên đó. Bên này đây. Bên nào cũng được, miễn hai bên đều nhau là được. Hiện tại nó không đều. Tại vì mọi người biết sao không? Hai bà này là chỉ hợp gu nhẹ nhàng trong sáng thôi. Còn nếu như mà đi chụp hình và đi những cái event quan trọng thì thật ra Trinh vẫn rất là cần đôi bàn tay của anh Bảo Bảo, không thể thiếu được. Tại vì hai bé này nó cũng có những cái yếu điểm nhất định chứ không phải là không có. Nhưng mà từ từ thì Trinh sẽ cho các bé làm đậm hơn, mỗi ngày sẽ mà mỗi làm đậm hơn để sau này anh Thảo Bảo còn về hưu nữa. Tiện sẵn bây giờ là trợ thủ sẵn hai đứa này cho Trinh, để sau này anh về hưu còn có người chăm sóc làm tóc make up cho Trinh vậy đó cả nhà. Nên là từ từ Trinh cũng sẽ cho hai bé làm make up đậm cho Trinh.
sau khi nào giật tóc xong tôi sẽ làm bước tiếp vẽ eyeliner cho chị. Kiểu này cũng chỉ là kiểu vẽ cơ bản thôi. Tôi sẽ vẽ xếch lên một xíu ở phần đuôi, chỉ có một xíu thôi nha. Nếu cao quá nhìn mắt chị trông dữ lắm. Đó, thật kỹ và thật tỉ mỉ nha. Nay tôi hơi run tại lần đầu tiên được kiểu đứng trước ống kính mà lâu vậy luôn á. Nên mấy bà thấy tôi còn hơi vụng về thì thông cảm cho tôi nha, hu hu. Cuối cùng thì tôi sẽ chỉnh lại màu môi. Thì tôi sẽ dùng màu cam san hô và cho thêm một xíu cam gạch ở giữa lồng môi, sẽ tán đều theo hướng nhạt dần ra ngoài. Cái này thì chị Trinh làm luôn, chị đòi tập làm không à. Rồi xong. Rồi bây giờ Trinh sẽ đi thay một bộ đồ cá tính, cute cá tính nha. Đi lựa thôi. Bây giờ thì tới layout thứ ba nha. Layout này thì tôi ưng nhất nè. Layout này tôi đã làm cho chị Trinh hết một lần rồi. Và lần này chị Trinh muốn tôi làm lại. Đầu tiên tôi sẽ vẫn tẩy trang màu mắt cũ của layout đầu tiên. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian tôi sẽ giữ đường eyeliner lại nha. Ok, tôi vẫn dùng che khuyết điểm để tán đều. Layout này là nó sẽ đánh hồng trên rồi hồng dưới đúng không? Hồng trên, hồng dưới xong rồi sẽ gắn thêm ngôi sao cho mắt nó thêm lung linh. Thật ra là con mắt Trinh nó đang bị hai cái vết đỏ dưới này nè. Thì cái hôm bữa mà Trinh đi livestream TikTok 6 triệu đó thì hai má này che không có đẹp, nên Trinh mới suy nghĩ cái cách là dán ngôi sao, dán trái tim trái ơ rồi đó, chibi dâu chibi ơ rồi lên để che lại hai cái vết đó mà vết đó vẫn còn. Bây giờ đỡ hơn hôm bữa xíu. Lần này tôi chọn màu mắt là màu tím, nhưng chỉ tán vừa phải ở phần đuôi mắt thôi. Lưu ý nhỏ là mình dùng tay giật nhẹ đuôi chân mày lên, sau đó mình tán xếch lên để màu mắt nhìn nó sẽ bay hơn một xíu. Cái này làm quen thì mấy bà sẽ canh được độ đều nhau của hai màu thôi nha, chứ đừng thấy màu tím mà ngại. Sau đó tôi sẽ chỉnh eyeliner cho nét lại xíu nè. Nhiều khi chỉnh lại còn cầu kỳ hơn lúc mới vẽ nữa chứ. Khúc này là khúc quan trọng nè, rất là hồi hộp khi gắn cái này. Theo tôi mấy bà gắn hai bên không nhất thiết là phải đều nhau, chỉ cần phù hợp và tương đồng với nhau là được rồi nè. Tôi sẽ gắn ngôi sao và ít đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, kiểu tạo điểm nhấn xíu. Thường sẽ có đồ chuyên dụng để gắn những cái này, nhưng tôi qua đây ở cái tôi quên đem luôn. Cách chữa cháy là mình dùng nhíp nha mọi người. Mình có thể dùng keo dán mi chứ đừng dùng keo dán sắt nha, xù lắm đó. Vậy là xong layout thứ ba rồi nè, nhìn có điểm nhấn hơn hẳn đúng không nè. Giờ chuyển qua bé Nờm làm tóc nha. Và tiếp theo là đây là cũng là kiểu tóc cuối cùng rồi. Thì Nờm sẽ làm, Nờm thấy á, cái layout của makeup này á, nó cũng lung linh á. Kiểu như đi tiệc, đi party, đi quẩy rồi nè. Thấy có mấy ca sĩ rồi người ta cũng hay làm cái kiểu như vậy nè, để người ta đi lên hát rồi đó mọi người. Thì Nờm nghĩ chắc Nờm sẽ làm một cái kiểu tóc gọi là phù hợp với cái kiểu makeup này, cũng sẽ lồng lộn xíu để đi quẩy được nha mọi người. Với cái makeup và tóc này thì Trinh sẽ chọn một bộ đồ kiểu đi party ban đêm là phù hợp nhất. Tại vì mọi người thấy là Trinh gắn ngôi sao lấp lánh ở dưới mắt này, thấy không? Thì một bộ đồ đúng kiểu một cô gái đi quẩy về đêm. Khi phố lên đèn thì mình lên đồ đó, kiểu vậy. Bây giờ đi thay đồ nha cả nhà.
vậy là mọi người cũng có được vài tip hách tuổi sơ sơ của Trinh rồi đúng không? Nhưng mà Trinh cũng chia sẻ luôn, thì ngoài những cái tip hách tuổi mà Trinh đã bật mí với mọi người, thì thật ra thì bản thân mọi người phải luôn vui vẻ nè, phải luôn yêu đời nè, phải cười nhiều hơn, phải tập thể dục, rồi phải ngủ sớm, thì như vậy thì mới giữ được cho mình cái nét trẻ trung ở bên ngoài giống như Trinh được. Còn bây giờ thì Trinh sẽ để hai cái link Facebook của bé Kiệt và bé Vĩnh ở dưới này, thì mọi người có thể liên hệ với hai bé để có thể bóc làm tóc hoặc là make up giống Trinh vậy nè, khi mà các bạn không biết làm. Và còn nữa nha, Trinh, mọi người nên nhớ là Trinh đang có một đứa con tinh thần và Trinh đang đặt hết tâm huyết và hy vọng vào nó, nên là mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ và yêu thương đứa con tinh thần của Trinh giống như là Trinh vậy. Nó có tên là Venus Spirit, thì mọi người hãy thể hiện bằng cách là follow các nền tảng của Venus Spirit, gồm TikTok nè, fanpage nè, Facebook nè, YouTube nè và Instagram, và cũng phải luôn follow tất cả những nền tảng xã hội của Trinh nha, vì khi các nền tảng xã hội của Trinh được những cái cột mốc nhất định giống như là Instagram sắp tới nè, thì Trinh sẽ có những mini game và món quà dành tặng cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.